Với thiết kế nhỏ gọn, chất liệu nhựa cứng chắc chắn và được in số điện thoại đường dây nóng thông qua những chiếc móc khóa an ninh, các em học sinh có thể liên lạc bất cứ lúc nào khi phát giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Các yêu cầu về chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tình hình tai nạn giao thông cũng được các em thông tin nhanh chóng, kịp thời tới các lực lượng chức năng. Qua đó giúp cho cơ quan công an giải quyết kịp thời những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự phát sinh ngay tại cơ sở.